Chào anh em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và mình là Thanh Ezzy đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ thế nào? Thì hiện tại mình đang đứng vị trí thứ hai, cuộc đua diễn ra vẫn rất khốc liệt. Phía sau mình là có 3 người lap 4 và ở trên mình là có một người lap 5 đây. Mình hiện tại cũng lap 5 rồi. Để lap 5 thì chúng ta có thể là tính toán để nhận thưởng rồi đấy. Rồi thì nhiệm vụ tiếp theo, đây cái thằng đứng vị trí nhất đây, nó đang ở cái gần đây thôi. Mình sẽ vượt qua được một mốc này, sẽ đến gần nó hơn. Chúng ta sẽ đấy gold và chúng ta sẽ ấp trứng, hai quả trứng là xong. Khá là dễ thôi, cho đấy gold nha. Bao nhiêu cái gold nhỉ? 8 cái gold thôi. Để xem nào. Được một cái này, hai cái này, ba cái này. Được ba cái gold rồi, 4 này, 5 này. 5 gold rồi, 6 này. 6 này, 7 này. Có một cái nữa, 8 cái và chúng ta sẽ đi ấp trứng nha. Đầu tiên ta sẽ đi ấp trứng ở đây. Mình sẽ có một quả trứng thôi, cho sẽ có một quả trứng thôi. Cái bọn này thì nó đang mình sẽ để nguyên đây nha. Chúng ta cho một quả trứng này vào đã. Một con Dandelion ta sẽ cho nó vào trong cái khu vực nó hết chuồng rồi à? Thì cho vào tạm đây vậy. Đấy, được thêm một cái bông hoa. Và mình sẽ dùng cái quay số để vượt qua cái bông hoa này nha. Mất 5 game, đỡ tốn 5 game. Free spin nào. Quay số trúng thưởng. Ok, dừng lại. Cái nào cũng được thôi. Thêm lần quay làm gì? Nó chẳng có tác dụng gì cả. Mà làm như là nhận được vàng ấy. Đây rồi. Chúng ta đã xong được cái này luôn. Đấy, một cái bông hoa đỡ tốn 5 game. Chúng ta đã xong được cái này nha. Breeding 3 con là xong thôi. Chúng ta sẽ collecting food 7 cái đúng không? Bao nhiêu cái rồi? Chưa được cái nào đúng không? 1 cái này, 2 cái này. Chúng ta cần 7 cái cơ. Rồi mình sẽ trồng lại cái loại thức ăn 50 đồng nhá. Vẫn là 50 đồng thôi, 650 này. Và chúng ta cho 3 con vào đây là được. 1 con này, 2 cành cây này và 3 cành cây này, vừa đủ luôn. Sau đó thì mình sẽ cần sinh sản lại những cái con mà dễ. Con Nature và con Ducks này là được. Tầm khoảng 8-9 tiếng là đẹp. Bao tiếng đây? 12 tiếng. Thôi kệ, phải chấp nhận thôi. Ở đây là con Flame và con Kim Loại. Tiếp tục sinh sản nào, bao tiếng đây? 8 tiếng là đẹp. Tầm khoảng 9 tiếng là quá đẹp rồi. Ở đây nó sẽ sinh sản giữa con biển và con ánh sáng. Bao tiếng nhỉ? 19 tiếng, chỗ này nó lâu vậy. Trong này ta sẽ có 3 con. Một con là con này có rồi này. Con Medieval Dragon này. Con này nữa. Con này là con Carnival Plan. Như là mới vậy. Con Luminescer là cũ rồi. Ok, và chúng ta sẽ xem nào. Mình sẽ cho nó. Mình cần lấy 7 cái đúng không? Mà vẫn chưa được cái nào thêm này. Tỷ lệ ra thấp ấy nhỉ. Hình như là cái loại thức ăn này trồng rất là thấp nhá. Mình thì đang vẫn là vị thứ hai à? Thế quái là nhỉ? Vẫn lắp 5 này. Vẫn chưa qua được nó. Phải nhặt được thêm những cái item ở đây nữa này. Thì mình sẽ đi làm một số cái nhiệm vụ ở đây. Thì nó sẽ là tăng cái tốc độ. Không được rồi. Chúng ta đang thiếu game để mở khu đất này. Khu đất này mở ra thì cần tốn 120 game cơ. Đúng không? Đấy, 125 game. Khu đất bóng tối này. Chúng ta sẽ lấy game ở đây ra một cục này. Và chúng ta sẽ tăng cái gold lên, cái lượng kiếm gold đi. Xong. Mình có 2 cái thôi. Cái này khó vậy ta. Mãi không xong. 700 này, tiếp tục. Nếu mà muốn dùng thì mất tận 14 game cơ, thì mình sẽ không dùng đâu. Cố gắng đợi thôi, đợi nó ấy xong thôi. Hình như trồng cái loại cây ít tiền bây giờ sẽ không được nữa thì phải. Khá là bực mình đó nhờ. Ok, chúng sẽ búp công lên cho mấy con rồng của mình. Và để xem là hôm nay nó sẽ làm về con gì. Collection Wage này. Đây một. Cái gì đây? Ok. Rồi Collection Wage. Đây con White Knight đây anh em. Giá 50 game à? Nhưng mà cái Collection Wage này là sao ta? Để mình xem cái cuốn sách rồng nào. Hình như có điều gì đó đặc biệt mới xảy ra thì phải. Nó có cập nhật cuốn sách rồng gì không? Pione. Không có. Cuốn sách rồng nó ở đâu ta?
Ok, mình sẽ scan cái cuốn sách rồng đây. Không thấy nhở? Collection Week này của tuần. Chỉ cần hai cái là có 9 giờ này. Accumulator. Để mình sẽ xem nhá. Dragon City. Chúng ta sẽ tìm tới cái collection. Collection Week. Để xem nào. Không có nhỉ. Advance World này không có luôn. Vấn đề là à không, viết nhầm chữ rồi, viết nhầm chữ tuần rồi. Đây, chúng ta 14 tháng 6 không phải rồi. New Collection Day, Dragon City. Mình xem cái thông tin nào mới nhất đấy. Để xem nào. Đây chính là cái Collection Week đúng không? Không, đây cái Dragon Collection thôi. Cái này là cái bản cũ rồi. Mấy cuốn sách cũ nhìn trông đẹp nhỉ. Cuốn sách mới trông khá là xấu. Đây này, mình sẽ xem cái bộ sưu tập ở đây xem như thế nào. Cái này diễn ra từ ngày 14 tháng 6 cơ. Có nghĩa là đây này anh em, một ngày hai ngày cũng thế thôi. Có xem nào, để thử xem họ sẽ hoàn thành kiểu gì. Mình phải vào shop mua đúng rồi, chắc phải vào shop mua rồi. Và sẽ xem nào, có mua được không. Đâu ta? Không thấy gì cả nhỉ? Không thấy đi đánh nữa nhỉ đúng không? Thôi, cái nhiệm vụ này mình sẽ bỏ qua đi. Chúng ta sẽ không quan trọng lắm. Rồi mình sẽ đi lấy lại cái thức ăn đã, xem nào. Nó ra đi, có ra không em? Ra mỗi một cái kìa. Rồi, ra ba cái liền. Ngon, 700 này. Chúng ta còn bao nhiêu cái nữa? Chúng ta còn khoảng hai cái thôi, cố gắng là được. Finito sẽ mất khoảng 2 game. Thế thôi. Còn nếu mình top 1 rồi. Thôi mình sẽ đợi nha. Không không nên tốn 2 game làm cái gì cả. Heroic Ray này. Combo Pack sẽ 1 đây này, Heroic Ray nữa này. Legend là con rồng sao đúng không? Con rồng sao này thì không hay lắm. Còn VIP Dragon vẫn là cái con tòa tháp thôi, pháo đài các kiểu. Ở phía này xem có cái event gì mới không? Cái Arena Lewis. Lewis được ít ít đấy lắm, ít thức ăn lắm. VS này, Quest này. Và trong này vẫn là con Bed Box Cup thôi. Vẫn là quăng lấy cái con hệ bóng tối và hệ lá. Phía này ta sẽ lấy nào, cần hai cái thôi. Ra hai cái đi em ơi, một cái rồi kìa. Còn một cái nữa thôi. Nếu mà mình dùng game thì mình chỉ có tốn khoảng một game thôi. Dùng đây cũng tốn một game thôi. Dùng một game đi, cho nhanh. Xong luôn. Chúng ta Win Butter này. Win Butter cái này nhiệm vụ này khá dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ Collecting Food này. Và Gold 6 này và Win Master 4 trận. Một trận. Cái gold thì dễ hơn nhiều đúng không? Mấy cái? 5 cái rồi, chưa gì đã được 5 cái. Mình rất thích những cái nhiệm vụ như thế này nha. Đấy, cái này chỉ cần 4 cái thôi. Được mấy cái? Được một cái chứ phải. Rồi, vào đây xem tiếp nào. Được 1 trên 4 này, 6 trên 6 và chiến thắng một trận Butter nữa là xong. Ok, mình sẽ vào chiến thắng trận Butter nha. Lewis này, chiến đấu với ai đây? Đây rồi, vào chiến đấu thôi. Tiến lên. Ok, mình còn quên chưa đổi team rồi. Vẫn là cái team từ hôm qua. Oh man, có gì đây? Liên minh huyền thoại à? YouTuber anh em ạ. Cái thằng này là thằng YouTuber nổi tiếng. Nổi tiếng chắc là trong cái cộng đồng liên minh huyền thoại hoặc là nào đấy. Mình không biết được. Tại vì mình cũng ít chơi Liên Minh Huyền Thoại, không biết là anh em biết nhân vật này nhân vật nào thì hãy comment xuống bên dưới nhá. Một hit cái đi đài luôn này. Đây rồi, sói vương. I Spy trông băng. 8255 à? Ok. Rồi đó, Astro Hit này. Chơi mày luôn đấy. Xong để con này lát hit nhá, 15.000. Còn nhiều máu quá, thôi giết nốt đi. Atomic con này có thể giết được này. Còn hai đầu vẫn ở cực kia. Hai đầu. Chỗ hit. Một phát nữa. Dinh. 17.681 máu. Thất bại đi em. Automic có khoảng 11.000 máu thôi. Mình sẽ dùng chiêu gì đánh nó khoảng tầm là ánh sáng. Không được. Đánh chiêu này thì nó khỏe quá. Nhưng mà đằng nào thì cũng chết thôi. Con này không thể nào mà chạy đâu được. Đấy. Vì đam của con sói khỏe lắm. Nó được búp công lên nữa mà. Victory thêm một trận này và chúng ta sẽ tiến thêm được một vài bước nữa, claim luôn.
Quay trở lại đây nào, thu hoạch thức ăn để lấy thêm mấy cái nữa nhỉ? Chúng ta cần hai cái nữa xong rồi. Rồi ok. Mình còn thiếu một cái nữa thôi. Finite Note sẽ là tầm một game mà tôi bị trồng nốt cái này này. Nếu không được thì mình sẽ dùng cái Finite Note cũng được. Rồi mình sẽ vào trong cái phần quest để đánh tạm nhá. Chơi được cái phần Bedbox Cup này. Double C này, đẹp chưa? Oh man, Chisua, con rồng kho báu, khá là đẹp, 22 VR. Nó yêu cầu là VR thôi. Nhưng mà thật ra thì dùng mấy con này vẫn được. Con nào muốn chuyện luyện skill không? Con nào thì cũng được thôi. Tại vì mắc tất cả các cái skill rồi. Vì thế bây giờ chỉ có luyện skill trưởng thôi. Còn mắc tất cả sao hết rồi. Nó chọi đá vào người mình chứ. Strong attack à? Gớm phết nhờ. 6000 máu á. Em ơi em, đánh đi. Một hit thôi. Chết. 18.827 máu. Vào đây nào. Con gì đây? Con Chisua dầu kho báu. Nó cắn mình phát này. Điện điện. Nam châm. Đây là nam châm. Từ trường. Từ trường này thì từ trường bóng tối. Cắt cổ. 31.316 máu. Đánh đi. Lao vào đây. Còn Double C Dragon. Wake rồi em ơi. Poison EV này. Poison EV. Một phát thôi. Chết. Nước này thì 28.000 máu luôn. Rồi đó, victory rồi. Chiến thắng luôn. Ok, và mình sẽ quay ra kia để lấy nốt cái kia nào. Chúng ta đang quăng lấy cái này. Mình thiếu một cái thôi, xong rồi. Và mình sẽ trồng luôn nha. Tiết kiệm thời gian. Chúng ta sẽ bước thêm một tiến bước nữa này. Fighting 7 trận. Cái này là cần phải hồi thời gian thôi. Dandelion đúng không? Con này cũng được. Con này đấm thì cũng chết thôi. Mấy bọn này không yếu. Bọn nó cũng cấp 23, 24 đấy. Đấy, con này cấp 23 này. Chọn mấy con yếu yếu cái là vào thua ngay. Cái hình ngoài là hình dạng cấp 1, hình dạng đều nó thôi. Còn trong này mới thật sự này. Warfist đấm xuyên giáp nó. 9.000 máu này thì 9.000 này. 18.000 máu chết luôn. Ở đây. Xong luôn. Nếu mà chúng ta tập trung thì chắc tầm khoảng là hơn một tiếng nó sẽ xong cái nhiệm vụ này thôi. Đấy. Ôi, bây giờ là một tiếng nó mới xong được anh em ạ. Oh man. Bây giờ một tiếng nó mới xong được cái này cơ à? Ok, chúng ta sẽ cố gắng đợi nhỉ. Chắc chúng ta phải đợi thôi nhỉ. Bây giờ làm luôn thì nó tận 7 trận sẽ mất khoảng 7 game. Đấy. Còn nếu mà Finitos 79 game, sợ thế. Cái trận cuối chắc là lâu, đúng không? Một con này ví dụ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. 5 tiếng thì phải dẫn đến chiều. Zodiac, Leo, Dragon nữa. Rồi ok, không sao. Thì chúng ta sẽ đợi thôi. Tiết kiệm game, tính sau. Và chúng ta sẽ vào trong kia và chiến đấu nhỉ. Nào, lấy hết vàng đi. Đằng nào thì vàng nó cũng dễ hồi thôi. Lấy hết vàng luôn. Cái này thì hiện tại mình đang có hơn 4 mờ vàng. Chúng ta đang tiết kiệm thức ăn để cho cái con rồng kia học. Rồi đó, xong rồi đó. Chúng ta sẽ vào trong cái phần arena đi để chiến đấu lên 4.400 nào. Mục tiêu là kim loại nào. Mục tiêu kim loại bắt đầu. 35, 32, châu bò thế nhở. Đấy, sao được 35, 35 và 35. Kinh khủng. Wow. Tao bảo được châu bò này. 27, 24 và 23. 27 kìa, đấu thế quá được. Gần như là mình sẽ không thể đấu được ở trong cái phần này. Nó khó quá, cái phần Liquid này. Kinh khủng thật, đấu hết quái rồi nhỉ. Rồi nếu không đấu được ta sẽ chuyển qua cái team này thôi và đấu ở trong này thôi. Ok, Hải Long Vương, con nào cần luyện đây? Hải Long Vương luyện đi. Tranh thủ luyện những cái lúc như thế này đi. Và vào thôi, chiến đấu. Cửa cuối cùng để chuyển sang cái Liquid mới. Oh, đẹp thế. Còn Pure Terra. Đẹp thật, chất vãi, cấp 20. 11.000 này, không con nào khác hệ à? À, nó hệ pua mà. Rồi, mình sẽ cho mấy con này luyện tập đi. 15.000 máu đấy. Chiêu gì mạnh nhất? Chiêu... hai chiêu giữa. Chiêu cây đi. Rip Blast. Lướt qua. 5.600 thôi. Hammer Fist đấm phát này. 3.000. Không có gì. Snowstorm. Snowstorm này. Bông tuyết, rồi ôi. Bão tuyết. Rồi,
để con cái gì đây? Wow, hệ pua đẹp thế. Swap Dragon này. Lên đấy. Bây giờ sẽ dùng là Ninja Star. 7000 máu, chết đi em. Tiến lên. Con này là con Dual Dragon. Oh. Nó là Legend đúng không? Chiến mày luôn đấy. Có mỗi chiêu Legend thôi gì. Ninja Star mình là 1003. Hai chiêu này cực yếu. Tiễn cho con Tinh Tinh đi học full skill nha. Còn có mấy trăm điểm thôi mà vẫn không lên nổi cái metal, cái kim loại. Có nghĩa là khó thật. 5.700 này. Chiến thôi. Con này có ăn được không? Đánh mà thấm phết đấy chứ nhỉ. Cấp 21 đấy. Uầy, chặt đôi. Chặt đôi làm gì em? Vẫn là ninja thôi. Ninja Star phóng phi tiêu. Tiếp dần nó. Một phát. 7296. Tuyệt vời. Victory rồi. Trận chiến tiếp theo là trận với ai đây? Chúng ta sẽ có 3 trận của phần Liquid tiếp theo nữa. Đấy, thêm 3 game. Hiện tại sẽ là 45 game đúng không? 48 game rồi. Tiết kiệm game có vẻ khá là ổn. Và phần quest tiếp tục là phần Liquid nào. Chiến đấu 3 trận nữa. Ở đây, tiến lên, xem đối đầu với những đối thủ mạnh hơn không. Con gì tiếp theo đây? Con này con gì? Ấy chà, ba con rồng hổ kìa. Có cả rồng hổ trong này kìa. Nó cho con rồng hổ nó cấp 21 kìa anh em. Ok, một hit con này chết luôn này. Mà thôi, chúng ta sẽ cần con để luyện tập. Chính là con này. Siêu âm thanh. Hét. Sóng âm thanh ấy. Siêu âm thanh giống cái con gì ở trong X-Men nhỉ? Có khả năng hét nhỉ? Con hổ kìa. 3000, nó có thể là dùng chiêu lửa đốt lá mình nhá. 10000 thôi. Nhanh thôi. 7300, đừng có dùng lửa được. Mày thế. Không dùng lửa thì mày sẽ chết thôi. Ta sẽ cho chiêu hệ đất. 6000 là đủ rồi. Có gì tiếp theo đây? Có Deep Rest à? Có lửa kia. Let's drain. Đừng chết là được. Con này phải 2 phát mới chết được anh em ạ. 2 phát Ninja Star phóng phi tiêu thì sẽ khoảng là 16000 máu. Rồi, chiêu bóng tối à? 4800 này. Ninja Star. Ninja Star phóng tới. 7500 máu. Rồi đó, victory rồi. Một trận chiến thắng nữa thôi. Không quá là không có quá khăn. Nhờ. Yeah. Chúng ta sẽ còn 2 trận nữa ở đây. Toàn cấp 42 bằng mình luôn. Còn là Châu Điên cấp 24. Được đó, Châu Điên thì dùng con này giết luôn. Con này khá nguy hiểm. Vì thế không để con mấy con kia đánh được. Không cẩn thận lại chết ưởn ở đấy. Đây rồi, con Flaming Arrow à? Nó có chiêu lửa, có chịu nhỉ? Mình nhìn một hit để cho nó chết thôi. Rồi, Ninja Star sẽ cực kỳ mạnh. Hy vọng sẽ được tầm khoảng mười mấy nghìn máu. Kết thúc. Đấy, 15000. Gấp đôi đam bình thường luôn. Bình thường là 8 hoặc là 7000 máu. Và đây sẽ là 15000 máu. Hệ pua. Chúng ta cứ dùng ninja thôi. Ninja là có thể hào được rồi. Ninja Star 7300. Bắn đi. Làm gì? 3500 này. Khó thật này. Còn một con nữa. Hết nốt này. Lên 2 sao bạc rồi. Ngon. Mục tiêu 3 sao vàng là mục tiêu trước mắt luôn. Đây là thời gian dành cho những con này luyện tập. Chúng ta sẽ luyện tập tất cả những con Legendary mà mình hay dùng lên 3 sao vàng. Rồi ok. Còn một trận cuối cùng đây. Đối đầu với một người nữa. Hình như đây là châu Phi thì phải. Frosty. Yếu mà. Đúng không? Nó có chiêu băng và chiêu lửa khắc chế mình nhá. Nếu mà không giết được là mình thua. Là mình sẽ bị sốc đam. Rồi sốc đam rồi, sốc đam rồi. Ôi, stunning hit à? Tại sao lại dùng cái chiêu cào cấu nhỉ? Trong khi nó tận 2 chiêu có thể khắc chế mình. Chết đi em, 7400 này. Đánh tiếp theo nào, con nào tiếp theo đây? Ở con Fire Pool. Đốt lửa rồi. Châu bò thật. Rồi, Hải Long Vương sẽ được dùng ra để làm nhử mồi. Gọi là giảm cái lượng sát thương của nó xuống. Một hit này. Ôi giời, yếu vậy.
À, nó cấp 25 rồi anh em ạ. Thảo nào. Lửa đối với lửa thì không đam thôi em ơi. Ít nhất phải có nước ở đây. Snowstorm tiếp này. Này thì lửa này. Máu chưa thật. Cấp 25 tầm khoảng 15.000 máu. Nó hệ pua, hệ thuần chủng, hệ nguyên chất. Nào, swap dragon thôi. Con này ra sẽ last hit 3.000 máu đúng không? 3.000 máu thì dùng Ninja Star là hao nhanh thôi. Một bé này. Một hit này. Còn cái cấp 24 hơi ngại nhỉ, hệ lốc xoáy. Ý cha, rainbow, cầu vồng. 6.000 máu này, đỡ thích quá được. Khó chơi quá. Hải Long Vương sẽ được ra trận. Tiến lên nào, Lava Bone, Lightning, Snowstorm này. Snowstorm. Và tiếp theo sẽ dùng chiêu lá. Snowstorm, 6.500 máu. Đánh đi. Legendary Wild, 4.800 này. Oh man, đừng có chết nhá, chắc không chết được đâu. Đánh tầm khoảng được có 4.000 máu thôi, 4.800 thôi. Chúng ta sẽ vẫn còn là 200 máu, 400 máu. Rồi đó, tiêu diệt Snowstorm. Snowstorm hủy diệt nó, xong 6.000 máu luôn. Ok. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye. Ok, thế sao không tắt được rồi.